Mình về tới khách sạn nè cả nhà, bây giờ mình sẽ ngủ một cái khách sạn khác nữa. Mà Bi nè, Bi ngủ trên xe luôn, đi có 20-30 phút mà ngủ luôn rồi. Tại bữa nay á chạy giỡn quá trời luôn mà. Từ lễ hội đó cả nhà. Nãy chia tay khóc sùm á. Rồi cái lên xe ngủ luôn. Giờ tới khách sạn rồi á mà chưa có xuống được nè. Bi ơi, dậy đi con. Nè, dậy đi. Dậy 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 dậy. Ủa, ủa dậy. Dậy nè con. Dậy. Ôi. Dậy. Ừ, Ừ, pi곤했어. dậy đi con. Dậy xuống vào khách sạn đi ngủ. Vô khách sạn ngủ nè. Nè, dậy. Rồi mình đi vào. Ôi, lạnh quá. Ở trong đây cũng lạnh lắm cả nhà. Ở đây ngộ nghe, ban ngày thì đỡ lạnh chứ tối xuống là lạnh lắm luôn á. À, biết lạnh không con? Đây là khách sạn mình ngủ nè. Khách sạn lớn, khá là lớn luôn. Ồ. Khách sạn lớn luôn. Bên đây là bên cục du lịch đặt cho nên là mình cũng không có biết là nó được mấy tầng nữa, nó bự hay không nữa cả nhà. Rồi để mình đi tham quan cái khách sạn này có ăn sáng không? Nếu mà có ăn sáng thì ngày sáng mai mình sẽ ăn sáng ở đây luôn cho nó tiện á. Chứ sáng mà ăn sáng ở ngoài thì nó hơi bất tiện cho mình. Mình phải đi ra ngoài kiếm, với lại ở Hàn Quốc mà ăn sáng á, thì người ta ít có mở quán á cả nhà. Đa số ăn sáng là mình phải mua hàng ăn ở cửa hàng 24 giờ đó, rồi mình về mình nấu ăn ở trong phòng luôn á, nó bất tiện. Cho nên là ngủ khách sạn ở Hàn Quốc là nên đặt khách sạn á nó hơi bự xíu cho nó có chỗ để mình ăn sáng. Cho nó mới tiện. Khách sạn có ăn sáng cả nhà ơi, ở đây nè. Ở đây là chỗ ăn sáng, sáng mai mình sẽ xuống đây ăn sáng nha. Ở đây là quán cà phê, ở bên kia là cái chỗ để sáng mai mình xuống ăn sáng, ăn buffet. Rồi, mình lên khách sạn thôi, mình lên phòng thôi. Mình ở tầng 8. Phòng máy đây, đi theo Bi nha. Mình ở phòng này hôm nay ngủ dưới đất nha. Mình thích ngủ dưới đất cả nhà, tại ngủ ở khách sạn ngủ trên giường không có cái ga, cái đồ trải nệm ấm á, cho nên là mình thích ngủ ngủ dưới đất, mà hôm nay ngủ dưới đất thiệt luôn nè. Phòng cái view, để quay cái view cho cả nhà xem, cái view cũng khá là đẹp luôn nè, cái view ở ngoài khá là đẹp luôn. Ở dưới là nhìn cũng ok. Đây, ở ngoài này có cái hành lang nữa. Bàn nó như vậy. Đơn giản ha cả nhà ha. Không có giường cho nên là Bi buồn. Bi muốn ngủ khách sạn có giường, phải không? Ngày mai mình sẽ ngủ khách sạn khác. Ngày mai mình sẽ ngủ một cái khách sạn khác nữa. Là sẽ có giường cho Bi nha. Ừ, trời ơi, khóc rồi cô chú ơi. Người ta đi ngủ khách sạn mà không có giường. Kỳ cục à. Mà mẹ cái này là không phải mẹ đặt đâu, cho nên mẹ cũng không biết luôn. Mẹ không nghĩ là khách sạn này không có giường. Không phải là khách sạn này không có giường đâu, mà tại cái phòng của mình không có giường. Chắc là đặt theo kiểu là ngủ theo cái truyền thống Hàn Quốc đó cả nhà. Tại vì bên 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 tổng cục du lịch của Căn Nương này đặt, cho nên là mẹ cũng không biết đường luôn ha. Người ta đi ngủ khách sạn mà người ta muốn ngủ giường mà lại không có giường, mà kỳ cục quá à. Ngủ dưới đất người ta không có thích mà. Vì thích đi khách sạn mà người ta ngủ ở trên giường mà không có giường, người ta đâu có chịu. Là ngày mai sẽ có giường ha. Mà ngày mai ngủ khách sạn kia là để mẹ coi lại khách sạn kia nó có giường hay không ha. À, để một hồi mẹ check xem. Rồi bây giờ để chuẩn bị đồ xong rồi mình đi ra ngoài đi ăn nha con. Ừ, Bi buồn quá mà cô chú. Cô chú ơi, Pi chuẩn bị giường khách nè cô chú, tại Pi giường ở đây là Pi nào ở đây rồi Pi thích giường này. Hồi nãy là nằm kia là đau không chịu đúng không? Dạ. Đó có nhà, nhà thấy không? Hồi nãy cái phòng kia đã ở tầng 8 mà nó không có giường. Bi không chịu, mặt chầm chầm, khóc. Đòi nói đi ngủ khách sạn, ta muốn ngủ giường mà không có giường. Giờ mình phải đổi, đổi cái tầng 14 là nó có cái giường này cả nhà. Đó, có giường đó, cái phòng y chang luôn, không khác gì hết trơn á. Mà chỉ có cái giường thôi.
Có vừa làm vừa vừa ý chơi, lên nằm thử coi. Lên nằm thử coi làm sao. Đó. Trời. Ờ, anh lên rồi. Đó. Trời đất ơi. Người ta muốn cái giường để người ta nhảy nhảy vậy mà. Nhưng mà không cho giường. Rồi bây giờ là chịu rồi đúng không? Thôi, chúng ta đừng có nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy. Mày không thích nhảy là ngồi xuống. Cái này lấy được không nè? Ừ. Rồi bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài ăn nha. Dạ. Ừ, đi ăn thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ơi. Chị ba lưng quân là ở dưới kia, mình nói cho nha mẹ. Ừ. Chị ba lưng ở dưới kia. Bậy không mà, mình đi ăn cơm mà. Cái này ra đâu phải đâu, này là quán 24 giờ. Cả nhà ơi, mình ra xuống đường để đi ăn cơm tối nè. Mà chưa có biết ăn món gì nữa. Trời ơi, té con. Đó. Chạy kìa bún không có. Tại vì cái khu này mình không biết là có cái những món gì nè. Giờ đi đi vòng vòng coi. Đi vòng vòng thử coi có cái món gì ăn đại món đó. Chứ giờ chọn mà không có cũng như không. Cho nên là đi vòng vòng đại để quán nào thấy thấy ok thì mình vào ăn thôi. Cô chú ơi, cái này quay đi. Quay cái gì? Con nghe mẹ, cái này người nhi hết tập thì nói thì quay. Quay mà để người đi hết nữa. Mình đi gần khách sạn thấy quán thịt nướng nè cả nhà. Thôi vô đi ăn luôn đi. Đi xa thấy lạnh quá à. Tối ở đây lạnh lắm cả nhà ơi. Nè, thấy quán ăn này cũng cũng đẹp lãng mạn nè. Thôi mình vô đây ăn thịt nướng đi. Quán ăn gì nè cả nhà. Quán rộng thiệt là rộng luôn á. Mình gọi thịt ra rồi, giờ mình nướng thịt nè. Hôm nay Bi muốn ăn thịt heo sườn. Thịt heo sườn mà kiểu có gia vị á cả nhà, ướp gia vị á. Nó mặn mặn ngọt ngọt xíu á. Thì ở nhà mình nó không có nướng được cái sườn này. Giống như sườn này là mình phải nướng bằng than hồng vậy nè. Ngồi mình phải thay cái vị á. Ở nhà mình nướng bằng cái chảo là nó sẽ bị khét á. Cho nên là hôm nay mình ra ngoài mình sẽ ăn cái món thịt sườn khác này nè. Đi ăn quán cho nên là muốn ăn gì mình phải gọi từ từ. Bi bữa nay nhậu nha, uống rượu nha. Nè, Bi sợ nè. Bi sợ Bi nằm nè cô chú ơi. Đó, cái này là sâu rượu nè, chứ đâu phải không biết uống rượu đâu. Tại nhà không uống chứ đi ra ngoài uống nhiều lắm á. Đi ăn thịt nướng là uống rượu. Bi uống gì? Sao không gọi cho Bi? Mẹ con mẹ con uống gì mẹ cho con uống nè. Con uống gì mẹ kêu nè. Cái thịt này là cái thịt kiểu ốp gia vị cho nên là mình phải chở qua chở lại hoài luôn á, không thôi là nó bị khét, nó không giống như cái thịt mình ăn bình thường ở nhà. Thịt gia vị thì nó dễ khét á. Sao vậy? Nhiều quá hả? Ở quán ở bên cái địa phương này cả nhà, nó ở đây nó không có đông như là ở Chê Chu mình nha. Ở Chê Chu mình vô quán thịt nướng á mình không có chỗ ngồi luôn á, nó đông vậy á. Nhưng mà ở đây thì mình thấy nó vắng vẻ nè, quán ở đây á nó vắng lắm, nó không có đông nè. Bi uống cái này nha, uống chút xíu thôi nghe con. Được rồi ừ rồi. Bi ăn chút. Vô. Đó. 18, 19 tuổi chắc rủ ba đi nhậu. Mình thấy con gái hàng đây á hay uống rượu với ba lắm cả nhà, uống rượu soju á. Con gái bên đây thân với ba đó. Ngon không Bi? Con ăn đi con, đói bụng con ăn trước đi. Mà con ăn từ từ thôi để ngồi thịt chín. Con ăn trứng nè, có trứng nướng đó cả nhà. Ở đây á, người ta cho mình kèm cái này, cái canh lạnh nè. Rồi trứng nướng với lại gao. Đây là hành tây nha. Hành tây, cái này là hành baro nè. Đó, Bi đi ra ngoài là chịu ăn lắm cả nhà. Kiểu hoạt động mà nhanh đói lắm. Con ăn từ từ, coi chừng nóng nha con. Đi ra ngoài là Bi đói đúng không? Dạ. Nè, ăn giỏi nè, ăn giỏi nè. Ba. Ba bao nhiêu?
Rồi nào, thấy không? Rồi vô với ba nữa nè. Come on, 2, 3, vô. Cô chú ơi, Pi đi ra ngoài là Pi nói bọn ngoài ngoài rồi Pi ăn ngoài ngoài nó nè cô chú. Trời ơi, giỏi quá, đi ra ngoài hoạt động cho nên là đói á. Ừ. Ba nhiều vô nha. Dạ. Ừ. Cô đi lên ví ai à? Hôm mai tan chảy nè. Con ghé mẹ mà. Con ghé mẹ một xíu thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Số. Dạ. Bay clip nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Ba ơi, cái lá vô. Ai, ba. Cô đi lên nghe ai rồi. Cô đi lên cổ gì hết rồi. Đi. Dạ. Ăn no rồi đó hả? Dạ rồi, đi ăn no rồi, đi không ăn nữa, mẹ sò bùng bìm. Bụng bự đây. Trời ơi, bụng bự quá rồi cô chú ơi. Ăn no ghê rồi. Ăn, trời đất ơi. Ăn quá trời luôn á. Ăn xong rồi giờ mình đi về. Đi về vô nhà. Vô phủ thôi. Pali 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 chia. Ừ.